Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Mơ. Chúc bạn sẽ có những giây phút giải lao thoải mái, cùng với đó là tổng hợp những câu chuyện hấp dẫn nhất về câu lạc bộ Arsenal. Những thông tin về tình hình chuyển nhượng, những câu chuyện bên lề của pháo thủ sẽ được cập nhật liên tục và xuyên suốt trong các video của Bóng Đá Mơ. Và trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên hãy nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho mình nhé. Ngay bây giờ sẽ là video của ngày hôm nay. Napoli chọn Kanté Uruguay thay sao 100 triệu, còn Arsenal thì phung phí. Unai Emery đang thực sự phạm sai lầm lớn khi không trọng dụng công thần mùa trước của đội bóng. Các tifosi của Napoli vẫn đang cảm thấy rất lo lắng. Mâu thuẫn giữa chủ tịch Aurelio De Laurentiis với ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và Alan, ngôi sao từng được Paris Saint-Germain hỏi mua với con số 100 triệu euro, từng là một trong những cái tên đang tính đường rời San Paolo. Nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất xảy ra, đại diện nước Ý đã nhắm đến Lucas Torreira của Arsenal. Vai trò của Alan trong hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Carlo Ancelotti là cực kỳ quan trọng, và việc Napoli xem Torreira như một phương án thay thế cho tiền vệ người Brazil đã nói lên đội bóng này xem trọng ngôi sao người Uruguay thế nào. Vậy nhưng lúc này, tài năng của anh lại đang bị bỏ phí tại Emirates. Lucas Torreira từng được ca ngợi là bản hợp đồng thành công nhất của đại diện Bắc London trong những năm gần đây. Khi chỉ với 26 triệu bảng, họ có được một máy quét chất lượng chẳng hề kém cạnh quá nhiều so với Golo Kanté, cái tên được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu. Mới đây, đã xuất hiện những thông tin về việc Torreira cảm thấy không vui vì bị ông thầy người Tây Ban Nha thay đổi vai trò. Cụ thể, Emery muốn cựu sao Sampdoria phải tham gia tấn công nhiều hơn sau khi Arsenal thất bại trong việc chiêu mộ Steven Nzonzi, cái tên mà Emery đã yêu cầu thượng tầng Emirates mang về trước cả Torreira. Và có lẽ, khả năng tấn công không thực sự ấn tượng của tiền vệ người Uruguay là lý do mùa này anh phải mài đũng quần trên ghế dự bị, bởi rõ ràng sau một mùa giải bản lề, sự kỳ vọng của người hâm mộ vào lối chơi và mặt trận tấn công của Arsenal là lớn hơn nhiều. Đặc biệt là khi mà những bom tấn chuyển nhượng như Nicolas Pepe, Dani Ceballos chưa thực sự hay như kỳ vọng, chắc chắn Emery sẽ muốn tìm kiếm những luồng gió mới cho mặt trận tấn công. Nhưng hiển nhiên, việc bắt một mẫu cầu thủ như Torreira phải tấn công là một yêu cầu khó hiểu. Thêm vào đó, Emery hoàn toàn có thể sử dụng Torreira mà vẫn tìm được cách cải thiện mặt trận tấn công, đó là giao vai trò sáng tạo cho Mesut Ozil. Thế nhưng vì những xung đột, mâu thuẫn hoặc vì bất cứ lý do chuyên môn nào đó, Emery đã không sử dụng Ozil. Và bây giờ, hệ quả là hàng công của Arsenal vẫn cứ no Oba, no Partey, còn cả Ozil lẫn Torreira đều đang dục dịch muốn ra đi vì tài năng của mình đang bị lãng phí. Huyền thoại dùng Ozil để vạch trần sự thật đắng lòng của Arsenal. Cựu trung vệ Tony Adams đã có những lời phát biểu thẳng thắn về hoàn cảnh hiện tại của Mesut Ozil tại Arsenal. Ngôi sao người Đức rõ ràng đang gặp khó khăn lớn tại phía Bắc London khi không còn là nhân tố chủ chốt trên hàng tiền vệ. Thậm chí, Mesut Ozil thường xuyên bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu dù anh hoàn toàn khỏe mạnh và luôn sẵn sàng ra sân mỗi khi huấn luyện viên Unai Emery cần. Nhiều nguồn tin cho rằng Ozil sẽ rời đi vào mùa đông tới hoặc chậm nhất là mùa hè. Và chưa biết liệu anh có dứt áo Arsenal hay không, nhưng cựu trung vệ Tony Adams đã có những chia sẻ trên Sky Sports về vấn đề này. Ông tin rằng cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ chưa được sử dụng đúng cách. Adams nói, anh ấy nên trở thành quả cherry, anh đào trên chiếc bánh, nhưng Arsenal làm gì có cái bánh nào. Ông cũng khẳng định sự thiếu nhất quán của Emery. Một lần nữa, thật không tốt khi bạn tiếp tục thay đổi hàng phòng ngự, ở đó không có sự nhất quán. Phát biểu này của cựu thủ quân The Gunner rất đúng với suy nghĩ của người hâm mộ, nhất là sau màn trình diễn của Ozil trước Liverpool ở vòng 4 League Cup. Ở trận đấu đó, ngôi sao sinh năm 1988 đã chứng tỏ được phẩm chất kiến tạo thiên tài của mình bằng hàng loạt các đường truyền đẳng cấp. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết video của mình. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại!